Khánh Thi đã vô nhà này rất là lâu nhưng mà không có nhân phẩm, cho nên bây giờ gia đình chúng tôi làm một cái việc này để cho cháu nó được chính thức là con dâu của gia đình này. Và kể từ hôm nay thì gia đình tôi coi nó là con và cháu trong gia đình này để ra mắt tổ tiên ông bà đã khuất và hai họ hai bên, để cho nội ngoại hai bên để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm. Chào hai họ nhà trai nhà gái, tôi xin giới thiệu tôi là bà ngoại của Nguyễn Hoàng Minh Trường, gái là bà ngoại. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2022, là ngày gia đình chúng tôi lựa chọn hôn một cái chuyện cưới cho cháu ngoại của tôi. Thì chung là như tất cả chúng ta đều biết, cái cặp đôi này nó đã thương yêu nhau từ rất là lâu rồi, và đến hôm nay nó đã có hai con. Đây hai con trai là cái tay. Vì vậy cho nên cái tiệc này á, là trước mắt á, là để cho hai họ hai bên biết nhau, và sau nữa là coi như là gia đình chúng tôi cũng làm một cái lễ cưới cũng đầy đủ theo truyền thống của người Việt Nam ông bà ta để lại. Thì trước tiên thì coi như là Khánh Thi đã vô nhà này rất là lâu nhưng mà không có nhân phẩm, cho nên bây giờ gia đình chúng tôi làm một cái việc này để cho cháu nó được chính thức là con dâu của gia đình này. Là kể từ hôm nay thì gia đình tôi coi nó là con và cháu dâu của gia đình này, để ra mắt tổ tiên ông bà đã khuất và hai họ hai bên, để cho nội ngoại hai bên để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm.